ở Rất Năm đang chạy ngang Hòn Tre nha các bạn. Vậy là mình không thấy cũng chôn đâu, cũng chôn chạy qua bên Rạch đó. Giá Phú Quốc, Quốc à. Nhưng mà chạy ngang cái Hòn Tre. Chạy này chạy ngang Hòn này rồi. Đây đây chứ. Còn Củ Chôn là bên Nam Du mà cô. Nam Du. Cái đó nó qua đó. Đây là Hòn Tre nha các bạn. Hòn Tre, Hòn Sơn là đã có điện rồi mà Nam Du thì chưa có. Kéo điện ra rồi bà Năm. Điện trong đất liền kéo ra phải không? Điện mẹ lên đây nè. Năm này chạy thấy rất là êm nhưng mà nhanh lắm nha các bạn, đi chỉ có 2 tiếng 20 phút là chạy tới. Súp bê tông là chạy 2 tiếng rưỡi. Đằng này chạy êm nữa chị. Súp bê tông nó chạy lắc nhưng mà nó chạy lâu hơn. Cái này năm sau là nó ở đây là nó đứng đầu luôn á. Là nghe nói là chạy mình chạy có 2 tiếng 20 phút là tới. Còn Ngọc Thành chạy tới 3 tiếng rồi. Đấy, đi không quen, đi Ngọc Thành với Súp Bê Tông nó lắc dữ lắm. Lắc lắm, nó xây sóng, cái sóng mà nó ấy rồi nó đã quá rồi. Cái sóng này vậy chứ, sóng lượng cũng hơi lớn lắm. Không mà lớn lớn vui hả? Không. Rõ quá, im. Sóng mà thứ bỏ đi rồi, dạ. Lên đây nè. Không nói đi đi. Đây là khu hành chính của Hòn Tre nha các bạn. Con Ngại đâu chị? Hòn Sơn đó, chứ không phải Hòn Ngại đâu. Không, không cái Hòn Tre tới Hòn Sơn rồi mới tới Nam Du. Mà tôi không biết Hòn Ngại nằm đâu. Cái Hòn Sơn bây giờ là các xung quanh đảo là nó làm lộ hết. Nó làm biết, lộ thấy hết. Trên mạng nó quay tôi biết luôn mà tôi chưa đi. Bữa tôi đi Nam Du đi ngang đó đó. Đi của Súp Bê Tông á, nó ghé Hòn Tre nè, nó chở khách. Rồi nó ghé Hòn Sơn nó chở khách. Rồi nó mới chạy ra Nam Du. Mà Nam Du thì chưa có điện. Nam Du bây giờ du lịch ra nó nhiều lắm. Chào bằng hữu. Cái hòn lớn Nam Du nó cũng làm cái đường chạy dòng theo cái hòn á. Đẹp lắm. Làm như cái hòn nó đẹp hơn mấy cái hòn này. Mỗi lần là mấy cái hòn này là điện nó phát điện là chạy 8 9 giờ là nghỉ rồi. Bây giờ nó kéo ra. Tối hay tặc cũng vậy đó, tới 8 giờ nghỉ. Bây giờ chắc điện ngầm. Điện ngầm vậy đó, còn điện đó. Để đồ dưới theo tới lên này là chắc hai đứa nó này còn điện vậy đó. Ờ, còn điện. Tôi mới đi đảo hay tặc về nó cũng bữa 28. Đảo hay tặc nhỏ xíu à. Ồ, có chiếc tàu cào hay gì nè. Cảnh cho các bạn thấy là thật nha các bạn. Cảnh động là bên Hà Tiên á. Bạn nhìn thấy giống như Củ Nghệ không? Đây là Hòn Nghệ nha các bạn. Đúng rồi, cái hòn lớn đó.
từ Gạch Giá ra Phú Quốc đi ngang cái Hồng Nghệ. Rồi Hồng Lớn ở Nam Du thì mây mù quá không thấy. Còn cái Hồng này là Hồng Sơn. Đó, Hồng Sơn. Điện đâu ra này ta. Hồi có rồi hả? Kẻ để kẻ. Kéo chắc được cảnh được kêu qua quá. Đó đi qua Hồng Tre rồi. Đây là những cái bè cá ở Hồng Nghệ. Bè nuôi cá. Bè nuôi cá. Cá bóp. Bóp, chim. Rồi bóp. Ba bốn loại cá. Đây là Hồng Nghệ, Hồng Cũng Nghệ. Hồng Cũng Nghệ thì có một cái xóm nuôi cá bè. Có dây đó. Có chưa? Có rồi đó. Điện cũng đã ra tới Hồng Cũng Nghệ rồi. Có dây rồi. Cái hòn đó có cái đình với cái tượng Đức Mẹ, tượng gì đó, tranh đó ha. Hả? Hả? À, Mẹ Quan Âm với có cái đình với chùi đó mà thấy không? Mắt mà nhìn rõ dữ mà không? Phải không đó? Mẹ Nam Hải. Vậy là các bạn ở giữa biển mà nó có cái hòn nhỏ xíu luôn. Hồi nhỏ nó lớn là lưu vong cỡ 40 năm rồi. Cái hòn này là hòn Rống Rơm. Giang Nam Giang Bắc tôi đi mỗi mòn. Cái hòn chọi. Cho nên ở đó tôi cũng hiểu được. Cái hòn chọi đây. Hòn chọi hả? Ừ, đặt nó đây. Rồi cái ông nào ông chọi trên trời ông chọi xuống đây nè. Cái này là cho một trai một gái mà tuổi còn trẻ trẻ nha. Nếu mà nó mình lên đó mình ở luôn, mình ở tới khi cùng đó mình làm bá chủ võ lâm của đó luôn. Cái đó phải đem nước tương dầu hôi đồ ra chứ cái này á, cái này lên nó tịnh thì được, tịnh im lắm đó các bạn thấy lạ không? Sợ tẩu quả nhập ma quá coi không. Em nghĩ là nếu như một người thì chắc ông thường đâu phải lên đó sanh sôi nảy nở một rễ lên không, cũng giống cái con rùa quá. Ông bà ở đó là hai vợ chồng bà ở đó là sanh sôi nảy nở luôn bà, khoảng đưa 5 bước để mà đẻ được không? Không có lẽ là điện thoại di động vô tao tao cứ nếu hai chồng đó là phải sợ lộn kẹp rồi quay em. Em đẹp mà em thích nổi tiếng rồi, em ở đâu em ở Sài Gòn. Anh cũng ở Sài Gòn nè. Dạ anh ở đâu? Nhưng mà anh ở quận 12 chứ không phải là biết quận 12 không? Rồi Dấp biết không? Ở Giáp hả? Ừ, Giáp. Ở Ngã Năm Chuồng Chó. Đúng rồi. Vậy hả? Mà em biết sao ta gọi là Ngã Năm Chuồng Chó không? Sao hả anh? Ờ, cái đời trước giải phóng á là cái đó là trung tâm huấn luyện chó của lính Việt Nam Cộng Hòa. Ồ. Hiểu không? Rồi, anh nhiêu tuổi? Anh năm nay 57. 57 rồi, vậy là cũng rành, đúng rồi. Trường năm mấy là rành ở khu đó. Rẻ đẻ. Tại trung tâm huấn luyện chó, chó bẹp rê rồi đó. Năm nhiêu? Hả? Vậy năm nay nhiêu? Nhỏ mà. Năm sáu mấy à? Nhỏ hơn anh. Nhỏ cũng phải 50 chạy đó thì người ta mới gọi là Ngã Năm Chuồng Chó. Hồi đó nó có 5 ngã thôi, bây giờ nó 6 ngã rồi. Giờ người ta gọi là ngã 6 rồi. Giờ ở với phong trường nhiều quá, giờ phong cũng thay đổi số nhà. Anh có bị thay đổi số nhà không? Không, số nhà anh chị cũng rồi. Quận 12 ngã tư tránh không? Ngã tư ga con Tân Bình thì ngã tư ga chạy xuống chút đó. Qua rồi Giáp rồi, qua Tân Bình. Ra chạy xuống Hồ Giáp 5 cây, chạy xuống Tân Bình mấy cây nữa. Nói chung là bây giờ Sài Gòn nó thay đổi nhiều lắm. Nó không còn như xưa nữa. Đi gọi chứ hơi nắng.
muốn tìm địa chỉ hồi xưa phải lần mò. Đây có cái hòn nữa là các bạn. Cái hòn này cũng bé bé dễ thương quá. Ba người, ba cặp đôi.